Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với Quy Nhơn 24 giờ. Và trong video ngày hôm nay, Quy Nhơn 24 giờ sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị bản quy hoạch của tuyến cao tốc Quy Nhơn, Gia Lai và Lệ Thanh. Hiện tại tại khu vực tỉnh Bình Định thì tỉnh Bình Định đã có văn bản thống nhất, và trong cái bản quy hoạch này thì Bình Định đã ký có dấu mộc rồi nha. Có nghĩa là cái phương án này là phương án cuối cùng cho tuyến cao tốc. Nó sẽ bắt đầu từ khu vực thị trấn Cát Tiến và nó sẽ đi xong gần như là song song với trục quốc lộ 19. Đến khu vực này thì sẽ có thêm một nút giao, hai nút giao, và đây là cái nút giao tại khu vực nút giao cao tốc Bắc Nam. Từ cái nút giao này thì chúng ta sẽ đi qua khu vực xã Bình Thành nè, xã Bình Tường của Tây Sơn nè, xã Tây Giang đó. Cho nên các quý anh chị nếu mà có đất hay là có bất động sản khu vực này thì anh chị xem thử là nó có chạy qua cái khu vực nhà mình không nha, hay là các cái rẫy nhà mình. Bởi vì nếu mà tuyến cao tốc nó chạy qua thì chắc chắn anh chị sẽ không thể nào mà bán được, bởi vì nó đang nằm trong cái diện quy hoạch và đền bù. Có một cái lưu ý là tại khu vực đèo An Khê thì nó sẽ có hai phương án, một là đào hầm, hai là xẻ núi. Hiện tại vẫn chưa có phương án cuối cùng giữa thống nhất giữa hai tỉnh, bởi vì đào hầm và xẻ núi thì nó cái độ chênh lệch giữa số tiền nó cũng khá là lớn. Nếu mà xẻ núi thì sẽ có nhiều phương án, còn nếu mà đào hầm thì sẽ rất là tốn tiền, còn phải chọn được cái đơn vị thi công, đó mới là cái điều quan trọng. Tại khu vực này khi mà đi qua cái thì địa phận Gia Lai, hiện tại thì bên Gia Lai thì họ chưa có cái dấu mộc để quyết định là duyệt cái phương án này là phương án cuối cùng, nhưng đây là cái phương án đề xuất. Và hầu như cái phương án đề xuất và cái phương án cuối cùng nó rất ít thay đổi, cho nên là quý anh chị cũng đừng có hoang mang. Có nghĩa là cái tuyến đường nó vẽ như thế nào thì nó sẽ thay đổi ở một vài điểm thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua xã Sông An nè, sau đó qua xã Phú An, xã Giang Bắc nè, đi qua huyện Đắc Bơ, qua Mang Giang. Và tại các cái nút giao này sẽ có nút giao nha, bởi vì nó chưa là phương án cuối cùng cho nên là họ chưa có thể hiện là tại cái vị trí này nó sẽ có nút giao hay không. Đây, xã Ia Bang nè. Và ở khu vực này thì nó sẽ cắt thêm một cái tuyến đường. Tuyến này tuyến chắc là tuyến cao tốc phía Tây tỉnh. Đây, cao tốc Quy Nhơn, Pleiku, Lệ Thanh. Và nó kéo dài đến cửa khẩu Lệ Thanh. Và sau này cũng có thể là chắc qua xuyên biên giới luôn. Cho nên đây là cái bản phương án mà nếu mà quý anh chị có bất động sản, có bất động sản của đất của khu vực này thì mình cứ tham khảo thôi. Nếu mà có thì nên để, bởi vì cái việc mà đền bù bất động sản hiện tại, đặc biệt là đền bù về cao tốc á, thì giá rất là khá là ok nha. Đây là tất cả cái bản đồ. Và hiện tại thì Quy Nhơn 24 giờ có hai file. Một là file PDF thì anh chị có thể tải theo cái link mà Quy Nhơn 24 giờ đã để cái link bên dưới. Hoặc là nếu anh chị muốn xem trên điện thoại file nhẹ hơn thì có thể là xem file ảnh, nhưng mà nó không được nét nha. Còn nếu mà anh chị muốn xem vừa áp cái vị trí sơ đồ này lên trên thực tế trên Google Maps thì sẽ có một video hướng dẫn để anh chị có thể tải về. Đặc biệt phải có máy tính nha. Nếu mà xem cái đó phải có máy tính, hoặc là anh chị có thể vào các cái web quy hoạch để xem. Nhưng mà hiện tại các cái web quy hoạch thì họ cũng phải mất phí, cho nên là nếu mà một á là mình có thể xem và ước chừng tại khu vực này ABCD thì chúng ta có thử xem thử là nó sẽ như thế nào. Hoặc là Quy Nhơn 24 giờ sẽ up lên file Google Map và anh chị có thể từ đó áp vào cái vị trí của mình, để là thay vì hiển thị bằng hình ảnh đỏ vàng cam tím như thế này thì Quy Nhơn 24 giờ sẽ áp lên cái Google Map thực tế để cho anh chị có một cái nhìn nó trực quan hơn. Ok, và cái link tải cái file thì Quy Nhơn 24 giờ đã để bên dưới. Và quý anh chị đã xem đến đây thì đừng quên like, share và subscribe để đăng ký kênh, để kênh phát triển mạnh mẽ hơn. Và nếu anh chị muốn một quy hoạch cụ thể khu vực nào thì cũng để lại bình luận hoặc nhắn tin với Quy Nhơn 24 giờ để xem được video chất lượng hơn nhé.